Tiểu Lan, xin giúp chị nghỉ 2 ngày với quản lý giới. Đúng rồi, phải xem mẹ chị như thế nào đã. Liên lạc sau nhé. Cô y tá. Y tá, bà xã tôi sao rồi, có nghiêm trọng không? Trước mắt thì huyết áp cao, bác sĩ nói nhập viện theo dõi. Được, mọi người nộp phí nhập viện trước đi. Phí nhập viện? Phải nộp tiền. Nhà chúng ta làm gì còn tiền chứ? Con nói xem tiền ở đâu ra chứ. Tôi chết quách cho xong. Tôi vô tích sự quá đi. Phiền chết con rồi, không có tiền rồi. Mỹ Lệ, cô không sao chứ? Vẫn ổn, không sao. Cô xem tôi là đồ ngốc sao? Làm sao không sao được chứ? Nếu mẹ cô dễ dàng xếp như thế thì cô đã không giấu tới tận bây giờ rồi. Quan Nghị, anh còn cần tôi hát bài hát đó không? Đương nhiên rồi. Sao thế? Cô đồng ý rồi sao? Phải, tôi đồng ý. Nhưng tôi cần ứng trước một số tiền, không vấn đề gì. Chỉ cần cô chịu hát, tiền chẳng là vấn đề gì cả. Bây giờ tôi đang ở nhà, cô qua lấy tiền đi, thuận tiện luyện tập bài hát này một chút. Tôi qua ngay đây. Đây là bài hát mà cô sẽ thu âm. Còn đây là 20.000 tiền ký hợp đồng. Mỹ Nghiên, em cầm 20.000 này, đem về đi. Cảm ơn. Tại sao cần tiền gấp như thế chứ? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Không có gì. Anh không phải mong tôi tới luyện tập bài hát này sao? Giờ chúng ta bắt đầu đi. Khương Mỹ Lệ, lúc trước dù tôi có uy hiếp dụ dỗ cô thế nào, cô đều không chịu hát. Bây giờ đồng ý dứt khoát như thế, tôi cảm thấy không ổn cho lắm. Không có gì không ổn hết. Tôi chỉ muốn kiếm thêm tiền thôi. Anh đừng có can thiệp nhiều như thế. Xin lỗi, là tôi bất lịch sự, không nên trút giận lên anh. Tôi cũng thường đối xử với người khác như thế. Không sao, khởi động cổ họng đi. Khoan đã, dừng lại chút. Cô có thể xem thử hai câu này. Chất chứa cảm xúc trong nội tâm. Hôm nay luyện tập tới đây là được rồi. Về nhà học thuộc bài hát. Còn những chỗ đã nói với cô thì phải nhớ cho thật kỹ. Thế khi nào thì hát thử? Ngày mai. Nhanh vậy hả? Do chuyện lần trước, lãnh đạo công ty không yên tâm cho lắm, nên muốn nghe trước. Nhưng cô cứ yên tâm đi. Có tôi đây, họ không dám làm gì cô đâu. Anh yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng. Anh đừng khuyên tôi nữa. Tóm lại, tôi không thể hát, cũng không biết hát. Tại sao? Tại sao không thể hát được chứ? Tôi cũng không biết. Tóm lại, anh đừng đi theo tôi nữa. Tại sao cần tiền gấp như vậy chứ? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Không tại sao cả. Chỉ là tôi muốn kiếm tiền thôi. Anh đừng quan tâm nhiều thế. Không thể không có chuyện gì được. Cô ấy chắc chắn đang giấu mình chuyện gì đó. Bên này. Trước tiên chị thử ngân mấy câu vào micro xem. Chúng ta kiểm tra âm lượng trước. Giám đốc. Kiểm tra thử xem phía sau tấm rèm có ai đang trốn ở đó để hát thế không.
Okay. Tốt, phần thử nghiệm xong rồi. Tiếp theo chị cứ thả lỏng tinh thần rồi hát là được. Đừng căng thẳng nhé. Tôi sẽ bắt đầu phát cái đoạn nhạc vào giữa. Sau 16 nhịp thì cô hãy bắt đầu hát ngay vào đoạn B luôn nhé. Vì là lần đầu tiên hát thử nên cứ theo cảm xúc của bản thân mà truyền tải là được rồi. Được. Không được, nếu bây giờ mình không hát thì tiền viện phí của mẹ sẽ mất hết. Việc đó không được hát nhé, cháu sẽ hại mẹ cháu đấy. Đây chính là giọng hát hay mà giám đốc Quan dốc công mời tới sau. Đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt. Mỹ Lệ. Mỹ Lệ. Một người muốn hát thì hát không được, còn một người không thể hát là ở mộng làm ngôi sao. Sao hai chị em nhà này toàn là thứ lừa đảo bịp bợm vậy chứ? Tránh ra chút. Khương Mỹ Lệ. Khương Mỹ Lệ. Đừng. Đừng. Đừng bỏ rơi tôi. Đừng. Đừng bỏ rơi tôi. Đừng. Đừng mà. Cô yên tâm đi. Không ai bỏ rơi cô đâu. Xin lỗi anh, tôi cũng không biết sao lại như thế nữa. Khi nãy cô ngất xỉu ở trong phòng thu, có lẽ chứng sợ không gian hẹp tái phát. Nhưng bây giờ ra ngoài rồi, chắc là không sao nữa. Xin lỗi anh, tôi không ngờ đứng trong phòng thu cũng có vấn đề, lại gây phiền phức cho anh rồi. Dù sao thì hôm nay cũng không thu được rồi. Tôi đưa cô về nhé. Không sao, tôi làm được, tôi vẫn có thể thu tiếp. Cô đứng còn không vững nữa là mạnh miệng làm gì chứ. Tôi nói này Khương Mỹ Lệ, cô thể ngoan ngoãn nghe lời một lần được không? Nhưng tôi đã nhận tiền của anh thì phải làm việc chứ. Tôi không muốn vô trách nhiệm như thế. Bây giờ thở còn khó nhọc thì hát kiểu gì chứ? Ép uổng kiểu này thì hát nghe lọt tai được sao? Bây giờ cô hát hò kiểu này, cô muốn phá danh tiếng của tôi sao? Cô nghe cho rõ đây, bây giờ không phải lúc để mạnh miệng. Sức khỏe quan trọng hơn. Chuyện thu âm để ngày khác rồi tính tiếp. Tôi đưa cô về trước. Giám đốc, Chủ tịch Triệu và mọi người đang ở phòng hội nghị chờ anh về đấy. Từ Nhược Lâm cũng có mặt. Vậy tôi về trước đây. Khương Mỹ Lệ. Cô à. Cô à, đây là quá đơn thanh toán tiền phẫu thuật. Cảm ơn, không có gì.
Thôi khỏi đi. Khương Mỹ Lệ. Giám đốc Quan, sao anh lại... Tôi bảo với Cường hỏi Sasa, rồi Sasa đi hỏi thăm công ty của cô, mới biết được quá ra mẹ cô nhập viện rồi. Cho nên cô cần dùng tiền gấp là vì chuyện này sao? Sao không chịu nói tôi biết chứ? Anh đã giúp tôi nhiều lắm rồi, tôi không muốn làm phiền anh nữa. Mẹ cô vì chuyện tiền vi phạm hợp đồng mà ngã bệnh phải không? Chuyện này không cần lo đâu, tự tôi xử lý được. Mỹ Lệ, mẹ à, mẹ đừng lo. Mẹ à, mẹ đừng lo. Mẹ à, mẹ à. Sao mình lại ở đây? Mùi gì vậy? Cô tỉnh rồi sao? Đây là mùi gì vậy? Đây là cái đồ đáng chết. Do bác sĩ cứ khăng khăng nói cô chỉ có thể ăn những món dễ tiêu hóa như cháo và sữa đậu nành và những thứ không hại dạ dày. Nhưng không ngờ tôi nấu rồi lại nấu, nấu đến lúc bản thân ngủ quên mất luôn. Nhưng sao tôi lại đến nhà anh được vậy? Giống như tôi muốn để cô ở lại bệnh viện luôn, nhưng mà bác sĩ đã truyền nước biển cho cô vẫn không tỉnh lại. Còn ở bệnh viện lại chẳng có người thân nào khác, nên y tá kiên quyết bắt tôi ở lại. Đương nhiên là tôi không chịu rồi, nên lại phải đưa cô về đây. Xin lỗi anh, lại phiền anh nữa rồi. Cô biết không, từ phòng thu đến bệnh viện cô đã ngất xỉu 2 lần liên tiếp rồi. Bác sĩ kiểm tra xong rồi nói bụng cô trống rỗng, nên bị tụt đường huyết, dinh dưỡng không đủ. Này, suốt cuộc cô nhịn đói bao lâu rồi? Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Hay để tôi tự nấu đi. Hết rồi, phần gạo cuối cùng đều nằm trong nồi cả. Vậy mì ăn liền cũng được? Không được, bác sĩ đã dặn rồi, cô chỉ được ăn những thức ăn dinh dưỡng thôi. Giám đốc Quan à, trước hết thì tôi phải sống cái đã. Nếu tôi bị chết đói thì có dinh dưỡng cỡ nào cũng vô dụng. Hay là anh cảm thấy tôi ăn món này tốt hơn ăn mì gói? Thôi được rồi, cô ngồi kia đợi đi, tôi nấu cho cô. Đi đi, đừng gắn tay gắn chân tôi. Cảm ơn anh. Sao vấn đề tôi hỏi cô tối hôm qua, cô không trả lời câu nào hết vậy? Mẹ cô vì chuyện tiền vi phạm hợp đồng mà cả bệnh đúng không? Cô không cần nói. Nhìn vẻ mặt của cô, tôi cũng đoán ra được. Yên tâm đi, chuyện tiền vi phạm hợp đồng tôi đã giúp cô giải quyết rồi. Còn về tiền viện phí, giám đốc Quan, tôi rất cảm kích ý tốt của anh, nhưng mà tôi không muốn mắc nợ ai hết. Dù là về tiền bạc hay tình cảm, tôi cũng không trả nổi. Có ai bắt cô trả đâu. Dù là chuyện ra nông nỗi này, tôi cũng có trách nhiệm. Hơn nữa,
Tôi hy vọng cô có thể hát thật tốt. Đương nhiên là phải giúp cô giải quyết tất cả những chuyện buồn phiền. Tôi và mẹ tôi mới đồng ý hát ca khúc này. Kết quả cô lại chạy tới hát thử. Cô làm vậy sẽ khiến tôi rất khó xử. Xin lỗi anh, tôi không thể hát. Tại sao? Tóm lại là không thể. Anh cứ xem như tôi nói lời không giữ lời là tiểu nhân bị ổi là được rồi. Nếu lý do là gì, chứng sợ không gian hẹp của cô, thì không sao hết, chúng ta cùng nhau giải quyết. Chứ đừng từ bỏ dễ dàng. Tin tôi đi, cô cực kỳ có tiềm năng. Chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, chắc chắn có thể vang danh rực rỡ trong giới âm nhạc. Thậm chí tôi tin chắc rằng sẽ có ngày thành tích của cô sẽ không thua cô Uông. Tôi thực sự không hiểu, người có khả năng ca hát trên đời này đâu phải chỉ có mình tôi. Sao cứ phải là tôi chứ? Bởi vì tôi muốn cô. Muốn cô hát. Tôi ăn no rồi, phải về bệnh viện đây. Hương Mỹ Lệ, bỏ đi đừng lau nữa, càng lau càng dơ. Tôi đi lấy bộ đồ khác cho cô. Không cần. Ngoài việc từ chối người khác, cô có thể nói gì khác không? Cảm ơn anh. Ai vậy? Good morning. Chào buổi sáng. Chúng ta có hẹn sao? Không có. Nhưng em biết lúc này anh chắc chắn có ở nhà. Em đang mua món anh thích. Cùng ăn đi. Sẵn tiện thảo luận về bài hát luôn. Từ Nhật Lâm, về công việc thì phải hẹn thảo luận ở văn phòng. Bây giờ là thời gian riêng tư của tôi. Hơn nữa với quan hệ hiện giờ của chúng ta, không phải cô nói đến là đến được đâu. Ít nhất phải gọi điện thoại trước. Vì âm nhạc, giám đốc thấy ca sĩ cố gắng thế nào lại cố ý đến nhà thảo luận về album với em thì phải vui vẻ mới đúng. Nên thực sự để ý, lần sau em sẽ gọi điện đến trước, còn lần này thì bỏ qua đi. Từ Nhật Lâm, em biết anh vẫn còn tức giận chuyện hôm qua đúng không? Bởi vậy em đặc biệt đến xin lỗi anh. Em thừa nhận vì ghen tức nên em mới bắn anh như tát nước vào mặt vậy. Nhưng trong lòng em hiểu rõ, anh tuyệt đối sẽ không thích cô ta. Từ Nhật Lâm, nhà tôi đang có khách. Vì cô, giám đốc Quan, đồ của anh. Cô Từ, xem ra em phải rút lại những lời em vừa nói rồi. Anh nói chuyện công việc thì phải bằng bạc ở văn phòng. Vậy thì cô ta thì sao? Em nên nói mình đánh giá cao anh hay là đánh giá thấp cô ta? Hai em lặt lội xa xôi đi mua món sandwich anh thích đến đây. Không ngờ khẩu vị của anh lại đổi qua thể loại thấp kém tầm thường thô tục không tưởng. Cô Từ, cô hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Sớm từng mơ cô mặc quần áo của Quan Nghị bước ra từ trong nhà nói chuyện mờ ám như vậy. Muốn tôi coi như hiểu lầm. Vậy Từ Dương Lâm tôi gốc quá rồi còn gì. Mỹ Lệ, mặc kệ cô ta. Tôi đưa cô về. Quan Nghị, tuy là bây giờ chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa, nhưng với góc độ cạnh tranh về bài hát mà nói, anh không cảm thấy anh đợi em một lời giải thích sao? Một khi cô đã tin những gì cô thấy, vậy giải thích có tác dụng gì? Đi thôi. Khương Mỹ Lệ, tôi quả là coi thường cô. Trước đây cứ nghĩ cô chỉ tham thôi, cũng coi như là người biết chừng mực. Không ngờ là lòng dạ cô còn thâm độc. Sao vậy? Không vào được phòng thì trực tiếp vào phòng ngủ sao? Nói ra cũng lạ. Cửa phòng của Quan Nghị kín như vậy, lúc cô ở trong đó ôm ôm ấp ấp, chứng sợ không gian hẹp của cô sao không phát tán đi? Vậy là hai người mà cửa sổ hướng gió cả đêm. Từ Nhật Lâm, cô đừng ăn nói khó nghe như vậy. Cô ta làm chuyện xấu xa thì không trách người khác được. Xin lỗi, chỉ có hai người, tôi không muốn tham gia. Tôi về trước đây. Áo giặt sạch rồi, tôi sẽ nhờ người đem qua. Khương Mỹ Lệ, coi như tôi xin anh đó, hãy để lại cho tôi chút lòng tự trọng đi. Không phải em muốn uy hiếp anh. Như chuyện này bà để mẹ em biết được thì bà tuyệt đối sẽ không đồng ý hát cho cô ta đâu. Thậm chí cả phần của mẹ em cũng sẽ hủy bỏ. Chuyện bài hát cứ như vậy đi. Từ Nhật Lâm, em và Uông Tuyền sẽ hát, không được thay đổi nữa. Cho dù rất tức giận cũng không quên bảo vệ quyền lợi của bản thân. Từ Nhật Lâm, tôi nên nói là cô thay đổi rồi, hay là do trước đây tôi không nhìn rõ? Trước giờ cô vẫn luôn là người như vậy. Anh nên làm cho rõ, bây giờ người thay đổi là anh, không phải em.
Không sao đâu Cương Mỹ Lệ. Không sao. Cũng đâu phải là thật. Không sao, không có gì. Chỉ cần trả sạch nợ thì không cần lúc nào phải cúi đầu trước mặt người khác. Cư Mỹ Lệ, sao lại ở đây? Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cô. Uông Tuyền Sứ với cô là mẹ, hai người có quan hệ gì? Anh nói linh tinh cái gì vậy? Nghe nhầm rồi phải không? Khương Mỹ Lệ, cô biết tôi đối với âm thanh rất nhạy cảm. Đôi tay của tôi tuyệt đối không nghe nhầm. Tôi có thể chắc chắn Uông Tuyền nói với cô ấy là mẹ cô. Anh chắc chắn là đều nghe thấy chính xác hết à? Cả thế giới này đều biết bà ấy chỉ có một đứa con là Từ Dược Lâm. Bà ấy sao có thể là mẹ tôi chứ? Đối lại là anh. Có một người mẹ là Đại Minh Tinh thì anh vẫn mượn tiền chỗ này với tiền chỗ kia, dầm mưa dãi nắng đi làm chuỗi phát nhanh không? Được, coi như là tôi sai đi. Nhưng Uông Tuyền xuất hiện ở đây, tôi không nhìn lầm đúng không? Sao cô ấy có thể ở đây? Sao lại giúp mẹ cô trả tiền viện phí? Mối quan hệ của hai người xem ra rất không bình thường. Tôi là fan của bà ấy, tấm lòng bà ấy tốt, biết được hoàn cảnh khó khăn của tôi cho nên đến gặp tôi, còn cho tôi mượn tiền. Đáp án này anh mãn nguyện chưa? Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Khương Mỹ Lệ, giám đốc quan, coi như tôi cầu xin anh có được không? Đừng có đi theo tôi nữa. Tôi không muốn gì anh lại phải chịu sự chửi mắng của Từ Nhật Lâm. Xin lỗi, không phải tôi đến tìm cô, tôi đến để thăm mẹ cô. Rốt cuộc có chuyện gì mà phải ra tận đây để nói vậy chứ? Không nói qua điện thoại được sao? Không lẽ là chuyện Song Ca đã xảy ra vấn đề? Không phải đã nói buông bỏ tôi đi, quyết định để cho Từ Nhật Lâm hát cùng cô Uông sao? Cô là con gái ruột của cô Uông, chuyện này có phải là sự thật không? Hôm qua Nhật Lâm uống say, đã nói chuyện này ra rồi. Cô Uông cũng đã thừa nhận rồi. Cho nên cô thật sự là con gái ruột của cô. Anh hỏi như thế là có ý gì chứ? Chỉ là tôi cảm thấy nghi hoặc. Lúc trước tại sao tôi hỏi cô? Cô nói không phải. Chẳng lẽ muốn tôi giống trống khua chiêng nói cho mọi người biết rồi chuyện này sao? Hơn nữa anh chẳng là gì của tôi, sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Cô yên tâm, tôi không tự cho rằng tôi là gì của cô. Bản thân tôi cũng biết rõ, chúng tôi thậm chí chẳng phải là bạn bè. Chỉ là tôi cảm thấy thái độ cố gắng phủ nhận, né tránh bất an này của cô thật sự khiến người khác khó hiểu. Được gặp lại người mẹ sinh ra mình, cho dù không phải ngập tràn hạnh phúc thì cũng chưa tới nỗi như thế này. Thái độ này của cô làm tôi cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như thế. Thật lòng mà nói, có phải cô cố gắng giấu giếm chuyện gì không? Quan Nghị, nếu anh muốn làm thám tử vậy thì xin lỗi, làm anh thất vọng rồi. Mặc dù kết quả này cũng không phải điều tôi muốn, nhưng tôi thật sự là con gái ruột của Uông Tuyền. Tôi cũng không ngờ có chuyện này. Về phần tại sao tôi cố gắng phủ nhận, né tránh bất an, nguyên nhân rất đơn giản, chính là tôi không muốn gặp phải những người giống như anh, mang theo ánh mắt ngờ vực, nói ra những lời còn bén nhọn hơn cả lưỡi dao. Nhất Cường, nhấn thang máy đi. Nhìn dáng vẻ cao ngạo lúc bình thường của mày, không ngờ mày cũng có lúc như thế này nhỉ? Đúng là thích thật. Vừa đúng lúc,
Đó chẳng phải Phương Mỹ Lệ sao? Sao cô ta lại ở đây vậy? Bích Phương, mau qua giúp Mỹ Lệ. Cô Phương, cô Phương, làm ơn tránh ra, cô Phương. Quan đế gia, Đại Ma Vương. Đây là màn kịch hay ho mà tôi chuẩn bị cho anh đấy. Cứ để đó mà từ từ thưởng thức đi. Tôi cũng muốn xem thử lần này anh giải quyết ra sao. Hai người lên lầu chờ tôi. Sao vậy? Tôi không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn. Cô sao thế? Tôi căng thẳng quá mức nên khó thở. Những người sợ không gian hẹp đều như vậy cả. Anh có túi ni lông không? Túi ni lông? Cô cần túi ni lông làm gì? Tôi cần CO2. Chờ tôi một chút. Chết tiệt, phóng viên còn đứng ngoài kia. Ngay lúc này mà bảo tôi tìm túi ni lông cho cô CO2. Làm cái gì vậy? Không phải cô cần CO2 sao? Vậy dành cho tôi túi ni lông là được rồi. Sao lại hôn tôi chứ? Cô nhìn chỗ này xem, giữa cầu thang như thế, tìm đâu ra thứ đó? Trong tình huống khẩn cấp như thế, tôi có thể nghĩ ra cách này để cho cô CO2. Cô nên cảm ơn mới phải chứ. Vậy anh cũng đâu cần đưa lưỡi vào. Tôi... Phương Mỹ Lệ, lúc cô cần thì đòi tôi cho cô CO2. Giờ cô không sao thì xem tôi như kẻ háo sắc vậy. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là làm ơn mất quán. Tôi không có ý đó. Tôi không sao rồi, tôi đi đây. Trên lầu dưới lầu toàn là người đang chầu chực cô. Cô đi như thế nào? Lên văn phòng của tôi đi. Cô Ung và Nhật Lâm đều đang chờ cô đó. Bọn họ chắc là rất lo.